cờ bạc là bát thang bằng chú tư lợi dính vào lô đề cờ bạc đến nỗi phải cầm cố sơ đỏ nay đến hạn trả lãi mà không xây được tiền đành chấp nhận bán lỗ bán tháo tức là ở đây là thà bán rẻ còn hơn là mất trắng một cái lô đất ngang 4 dài 9 mét đất nằm trong một khu dân cư lâu đời xung quanh đây thì đã có rất đông nhà dân được xây dựng và đã có rất đông người ở rồi nha các bác anh chị đường trước đất là đường bê tông 5 mét đường này thì xe ô tô ra vào rất là dễ dàng và thuận tiện Hiện trạng thì chú Tư đã làm tường rào xung quanh và có làm kẽm B40 rào lại cho mình rồi. Cho nên là các bác anh chị mình mua hoàn toàn là không có sợ bị tranh chấp hay là sợ bị hàng xóm xây nhà lắng chiếm nữa nha. Những cái miếng đất xung quanh đây hiện tại giá thị trường của nó là phải trên dưới 200 triệu nha các bác anh chị. Tất nhiên là diện tích của nó thì cũng phải xem xem với lại cái diện tích của lô đất của chú Tư. Chứ nó cũng không có lớn hơn bao nhiêu đâu nha. Thực tế cái giá này nó rẻ là có lý do của nó các bác anh chị ơi tại vì cái sổ đỏ của lô đất này chú Tư đang đi cầm rồi cho nên là bây giờ cô bác anh chị nào mình mua thì mình sẽ cùng với chú Tư mình ra cái chỗ cầm sổ đỏ để và cô bác anh chị mình đưa tiền cho chú Tư để chú Tư chuộc lại cái sổ đỏ ra sau đó thì mình sẽ cùng với chú Tư để đi tới phần công chứng sang tên cho nên là cái quy trình và cái thủ tục của nó là sẽ hơi rùm rà lành nhẹ hơn một xíu so với những cái trường hợp mua bán chị nhận nó bình thường Tuy nhiên vấn đề rủi ro ở đây thì gần như là không có đâu các bác anh chị Tại vì khi mà mình giao tiền cho chú tư để mình chuộc cái sổ đó ra Thì cũng sẽ có ghi à, phiếu thu, phiếu cọc để ghi lại cái sự việc cũng như là có người làm chứng Và hai bên giao nhận tiền và cái người làm chứng thì cũng sẽ cùng nhau ký tên và lanh tay địa chỉ trong đó với lại cái lúc mà chuột sổ ra là mình chỉ cần đưa trước là 50 triệu thôi Còn lại là 70 triệu thì khi nào đi công chứng Mình mới đưa số tiền 70 triệu còn lại nha